Chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ thực hiện một món ăn vặt vô cùng đơn giản. Đó là em sẽ làm đậu phộng hay còn gọi là lạc rang muối đường. Ở đây thì nguyên liệu rất là đơn giản. Đậu phộng hay là lạc anh chị mua trong siêu thị về thì mình mua. Hôm nay em chuẩn bị đó là 300g, nhưng mà em chỉ rang muối đường khoảng 200g thôi, còn 100g thì em cũng sẽ rang, nhưng mà em làm muối để ăn cơm. Em cũng rất là thích cái món này, lâu lâu mình ăn đổi bữa cũng rất là ngon. Mình chuẩn bị với 200g lạc thì mình sẽ chuẩn bị khoảng 3 đến 40g đường. Tùy các anh chị thích ăn ngọt nhiều thì mình cho khoảng 40g nhé. Ở đây em sử dụng khoảng 3 muỗng là khoảng 30g. Muối thì em sử dụng khoảng 1 muỗng cà phê, 1 muỗng nước. Bây giờ thì em cho cái muối vào nước cho nó tan. Và bây giờ thì em đi tại em sử dụng muối hạt cho nó thanh ấy. Muối iốt thì mình dùng muối iốt thì nó hơi mặn, cái vị mặn nó hơi gắt, nên là em sử dụng cái muối hạt. Bây giờ em đi rang cái phần đậu phộng hay còn gọi là lạc này trước nhé. Mình rang cái lạc này thì mình để lửa càng nhỏ thì sẽ càng ngon, có nghĩa là mình rang chín, nó càng chín từ từ thì nó sẽ càng ngon. Một túi này là 150g này các anh chị. Hôm nay em làm hai loại nên em rang cả luôn. Mình để lửa thật là nhỏ, bắt đầu mình rang nhé. Ngày trước còn ở nhà em thấy bà em rang bằng bếp củi. Rang xong mà mình nhìn cái phần cái hạt lạc nó như kiểu là chưa rang luôn. Mình không phát hiện ra là đã rang luôn. Rang bằng bếp củi, bằng cái than ấy. Ở nhà có cái nồi rang dày thật là dày, rang bằng cái đó là ăn rất là thơm luôn. Đây, sau khi em rang được khoảng hơn 10 phút và em lấy cái phần cái đậu phộng của mình nó đã chín rồi. Anh chị ăn thử một hạt là mình biết nó chín hay chưa à? Mình lấy cái phần mình làm muối rang trước. Và bây giờ thì mình sẽ làm cái phần rang muối đường. Ở đây là cái nước muối mà em đã hòa. Khi cái lạc của mình nó đã giòn như vậy rồi, mình sẽ cho nhanh cái này vào. Mình đảo thật là nhanh nhé, để cho cái đậu phộng nó bám hết cái đường vào trong. Ở đây thì em không thích ăn nhiều đường nên là em chỉ cho vừa phải thôi. Mình để lửa nhỏ nhé, cho cái đường nó bám vào cái đậu phộng. Đây, cái đường nó bắt đầu nó kết tinh, nó bám lên cái hạt đậu như vậy rồi. Mình đảo thêm một chút xíu, các anh chị nhớ là mình để lửa thật là nhỏ nhé, không có là cái đường của mình nó sẽ bị cháy đó.
mình tắt bếp rồi mình rang cho nó khô đi, nó khô đi như thế này. Các anh chị ơi, mình làm hôm nay em làm nó ít đường á thì nó sẽ không được y như kiểu mình làm mứt vậy á. Nếu mà mình làm mứt mà mình làm ít đường thì nó cũng sẽ không không có cái đường dư để nó rơi ra, thì nó sẽ như thế này. Còn nếu các anh chị làm nhiều đường á thì cái đường nó dư ra nó sẽ khô đi, thế nó y như kiểu mình làm mứt vậy đó. Bây giờ thì em sẽ cho ra ngoài nhé. Đây các anh chị, đây cái đậu phộng mà mình rang xong này. Rất là giòn. Ở trong giòn, ở ngoài thì mặn mặn ngọt ngọt. Ăn rất là ngon. Cái món này ăn vặt thử tuyệt vời. Cái cách làm thì vô cùng đơn giản. Mình có thể làm mình ăn vặt hoặc là để cái món này nhậu kèm, rất là ngon. Anh chị có thể bỏ hũ. Mình bỏ hũ mình có thể sử dụng được cả đến vài tuần á, nó vẫn giòn như vậy. Video thực hiện cái món đậu phộng rang muối đường của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Các anh chị hãy cùng thực hiện cái món ăn đơn giản này để cho nhà mình cùng thưởng thức nhé.